Xin chào mọi người nha. Thì ở video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 sai lầm cơ bản mà thường thì những người mới trồng sầu riêng hay mắc phải khi mà gắn ống nước cho cây sầu riêng của mình. Vậy thì hôm nay mình mời mọi người hãy cùng với mình đi tìm hiểu xem đó là những sai lầm gì để khi mà mọi người gắn ống nước cho cây sầu riêng thì mình sẽ có những cái kinh nghiệm để tránh bị những cái sai lầm như thế ha. Sai lầm đầu tiên đó chính là gắn khóa cho cây sầu riêng, cho những cái bét của cây sầu riêng khi mà mới trồng. Đây thật sự là một cái điều mình thấy vô cùng là lãng phí. Có thể nói là không có một cái tác dụng gì luôn đấy. Tại vì trong những cái năm đầu của cây sầu riêng, trong khoảng tầm 3 năm đầu không lấy trái, thì cái việc gắn khóa như vậy vô cùng là phung phí. Tại vì cái khóa này nó không có được tác dụng lâu. Cái khóa như này hoặc là khóa đỏ, khóa gì chăng nữa thì mình xài được vài năm thì nó mục. Nó mục, nó hư. Nhưng mà 3 năm đầu mình vừa tốn tiền keo nối ống này, vừa tốn công đi nối cái này, mà vừa tốn tiền mua cái khóa này nữa. Trong khi đó 3 năm sau mình phải thay cái mới. Có thể là phải thay cái mới vì cái này nó mục. Đấy, thành ra trong 3 năm đầu mọi người không cần phải gắn cái khóa cho cái ống nước làm gì cả, tại vì không sử dụng đến. Đấy, thay vì vậy thì mọi người cứ gắn trơn như thế này thôi. Đấy, khỏi cần khóa. Sau này khi mà cái cây đến giai đoạn làm trái thì mình có thể cắt đôi cái ống ra và gắn cái khóa vào. Như vậy là mình tiết kiệm 3 năm mà cái khóa nó nằm chơ ra ngoài nắng, nó phơi nắng vậy. Hư hết khóa, không có một cái tác dụng gì hết. Đấy, rất là phí. Rồi, sai lầm tiếp theo khi mà gắn ống nước cho cây sầu riêng ấy, đó là chỉ gắn hai khóa chứ không phải là 4 khóa. Vậy cái sai lầm ở đây là gì? Thì mọi người cứ nghĩ là nếu mà mình gắn 2 khóa thì sẽ tiết kiệm được chi phí khá là nhiều. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của mình ấy, cái chi phí chôn ống, đào đất chôn cái ống xuống nó mới là chính. Còn cái chi phí mua ống với lại mua mấy cái tê đồ để gắn cái này nó không có bao nhiêu hết. Nhưng mà cái công mình làm nó mới là cực kìa, nó mới là mất công. Thành ra khi mà mọi người mới trồng cây sầu riêng ấy, thường thì chỉ gắn 2 khóa, nghĩa là 2 khóa thì không thể nào gắn một bên như thế này được. Như ở cây này là 4 bề đều có khóa hết, đúng không? Đều có cái bét hết. Nhưng mà khi mà gắn 2 khóa thì phải đi đường giữa này. Đấy, thì phải đi thẳng qua đây. Ví dụ thay vì ở đây 2 bét 2 bên thì mình phải đi ở đây 1 bét. Đấy, đây 1 bét, rồi bên này 1 bét nữa. Đấy, bên này 1 bét. Thì mình đi như vậy ấy, thì sau này khi mà mình muốn nới ra thành 4 bét ấy, mình phải đào ống lên. Đấy, phải đào ống lên rất là cực. Đấy, đào ống lên rồi lúc đấy nó khó đủ chuyện hết á. Ví dụ mình đi một cái đường thẳng như thế này thì mình phải đi xuyên qua góc. Mà mình đi ngang như thế này mà cái bét ở đây, thì bây giờ mình muốn đi cái tê ra. Cái tê ra thì mình không đi ống mềm được, không đi ống cứng được. Tại vì ống cứng tê ở đây, ống ở đây, giờ tê nó đâu có chạy thẳng ở đây được. Nó phải qua cái góc bên kia, đúng không? Qua góc kia thì mình phải chỉ có thể đi ống mềm thôi, mình mới qua được. Đấy, thành ra khi mà gắn 2 bét nó rất là dở cái chỗ đấy. Sau này khi mà mình muốn tăng cái số lượng bét lên thành 4 bét, nó dở đủ đường hết trơn ấy. Đấy, thành ra nó vừa tốn công mà cái công mình đào lên mới là chết này. Đấy, công mình đào những cái đường này lên để mình làm lại nó mới phê, nó mới là tốn. Thành ra khi mà mọi người bắt đầu muốn trồng cây sầu riêng xuống là xác định luôn là làm 4 bét 4 góc luôn. Là làm hoài, sau này nó có hư bét chăng nữa thì mình thay vậy thôi, thay ở trên thôi. Đấy, chứ mình không có phải đào lên rất là cực. Đấy, khi mà trồng thì xác định luôn. Đấy,
bốn góc bốn hướng là làm một lần là khỏe luôn đấy. Còn mà chôn hai ống ấy, sau này phải nới lên thành bốn ống, kiểu gì cũng phải bốn ống thì mới đủ cái lượng nước của nó đấy. Thành ra cố gắng đấy, chị tốn là tốn một lần luôn, làm cho nó xong luôn đấy, bốn góc bốn bét. Sau này nó lớn lên thì nó cũng cứ vậy, mình không phải đào lên để thay thêm hai cái bét nữa. Đấy, ở đây khi mà mình sử dụng bốn bét ấy thì nó ướt rất là đều đất mọi người. Ướt rất là đều đất. Đấy. Chứ khi mà mình sử dụng hai bét ấy thì nó không có đều. Ví dụ thẳng ở đây một bét, cái thẳng bên kia bét. Nó không có đều đất. Và những cái diện tích đất xung quanh nó không có được tưới thì nó sẽ khô và nó rút nước rất là nhanh. Nhưng mà khi mình gắn 4 mét vậy mình thấy nó phí, thấy có vẻ phí ấy, nhưng mà những cái vùng đất lân cận ấy, nó được tưới mát và nó giúp cho cái đất nó rất là lâu khô. Đấy, thành ra nó lợi đủ đường nha mọi người. Nó lợi đủ đường hết đấy. Đấy, nó mát ra tới đây rồi mà. Đất nó tưới ra tới đây luôn rồi, hai bét bên này vô là nó phủ đất luôn rồi. Nó phủ đất là cái đất này nó rất là mát. Đấy, nó mát đất. Chứ nếu mà mình tưới hai bét ấy, nó không có ra tới đây. Đấy thì cái đất nó xung quanh ấy, nó khô và nó rút nước rất là nhanh. Cây nó sẽ mình phải tưới liên tục. Thành ra đâu nó cũng vào đáy hết. Đấy, cứ làm 4 bét. Rồi chúng ta sẽ đến với cái sai lầm thứ ba khi mà gắn ống nước cho cây sầu riêng, đó chính là không thẳng hàng. Đấy, mà mình đào đại. Thì cái lợi của cái việc mà mình căng dây rồi mình đào á, nó cái hàng bét nó thẳng như thế này á, thì cái tác dụng của nó là cái gì? Đó chính là sau này khi mà xịt thuốc ấy. Đấy, xịt thuốc. Nó được những cái hàng thẳng như vậy nó rất là lợi. Mình kéo dây nó rất là khó vướng và rất là thoải mái. Nếu mà mình làm rẫy một mình ấy, thì mình khuyên mọi người là khi mà đào cái đường bét cho cây sầu riêng ấy, cố gắng mình căng cái dây, căng cái dây thẳng hàng như thế này, thẳng lên luôn. Đấy. Sau này ấy, khi mà mình đi xịt thuốc mọi người, mình đi xịt, ví dụ mình xịt cái cây này, hàng này mình kéo lên đường này, rồi cái tới đây mình kéo xuống, kéo xuống, đấy là xong, là nó đâu có bị vướng cái ống bét này đâu. Đấy, cái ống bét này á, khi mà mình đào đại hay là chôn lộn xộn ấy, thì sau này khi mà mình tưới nước nó rất là cực, mình sau này khi mình đi xịt thuốc nó rất là cực. Đấy, mình xịt nó cứ vướng cái bét này hoài à. Thành ra cái việc mà đào đường ống cho nó thẳng hàng rất là có lợi. Đấy. Với lại nó đẹp nữa. Nó đẹp nữa mọi người, nhìn thẳng lên nó đẹp nữa. Vậy thì tại sao mình không làm, đúng không? Chứ giờ mình đào đại nó ngoằn ngoèo á, rồi mai mốt đi xịt thuốc nó rất là mệt, mà nhìn cái nhìn vô cái vườn nó cũng xấu nữa. Đấy, thành ra cố gắng căng dây cho nó thẳng, sau này xịt thuốc thuận tiện ha. Đấy, thì trên đây cũng là ba cái sai lầm cơ bản của những người mà mới trồng sầu riêng khi mà gắn cái ống nước cho cái vườn của mình thì hay mắc phải. Hy vọng thì qua cái video này thì mọi người sẽ chắn mắc phải những cái sai lầm như vậy, vừa gây lãng phí mà vừa gây khó khăn cho mình sau này. Đấy, chúc mọi người sẽ thành công. Hẹn mọi người những video lần sau.